với kênh của Lân Cấp Phi. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách pha cà phê Robusta. Thì như mọi người đã biết á, là dòng cà phê rang xay thì có 3 loại hạt chủ yếu đúng không ạ? Là dòng Robusta nè, dòng Arabica và dòng Coulis. Còn một cái dòng cao cấp hơn Arabica nữa là Mocha. Nhưng mà trên thị trường thì hiện tại rất là ít. Thì hôm nay em sẽ nói về dòng cà phê Robusta nha anh chị. Thì hiện tại là trên bàn em đang có một số hạt Robusta. Đây ạ. Đây là hạt Robusta. Còn nếu như mà anh chị nào chưa biết cách phân biệt hạt Robusta, hạt Coulis hay hạt Arabica, anh chị có thể comment bên dưới. Thì em sẽ gửi cho anh chị cái link, tại vì em đã có làm một cái link phân biệt chi tiết về hai cái loại hạt là Robusta và Arabica. Thì như mọi người đã biết là đặc tính cái vị của Robusta đó là vị đắng, rất là đắng, đắng hơn Arabica rất là nhiều. Thì đây là cái hạt, là cái bột của Robusta em đã xay ra, em xay ra trực tiếp từ những cái hạt cà phê này. Thì cái dòng Robusta này là Robusta mộc nha anh chị, nên anh chị quan sát nè, cái màu bột của nó sẽ màu vàng vàng như thế này. Còn khi chúng ta, nếu mà chúng ta có tẩm bơ hoặc là có tẩm thêm rượu và muối á, thì cái bột nó sẽ đen hơn một xíu. Thì bây giờ em sẽ vào cái cách hướng dẫn cho mình cách pha cà phê Robusta. Thì đầu tiên để pha chúng ta cũng sẽ cần phin như thế này ạ. Đây là bộ phin nhỏ nha anh chị. Và nước sôi. Đầu tiên để pha cà phê chúng ta cần tráng phin nha anh chị. Tại vì tráng phin đó thì giúp cho phin nó giữ nhiệt hơn, cũng như là sẽ loại bỏ cái mùi hôi của phin. Và lỡ mà có bụi bẩn hay là có cái gì trong phin á, sẽ loại bỏ đi bớt giúp chúng ta. Rồi tiếp đến là em sẽ cho một lượng cà phê lên phin này. Thì phin này là phin số 7, lượng cà phê phù hợp khi cho vào phin đó là từ 25 đến 27 gram nha anh chị. Em sẽ cho 25 gram cà phê vào phin ạ. Rồi sau khi mà chúng ta cho cà phê vào phin thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ trải đều cà phê lên cái mặt phin. Đây ạ, mình sẽ lắc đều lên. Và thứ hai là mình sẽ cho một ít cái bột lên trên phang như thế này để khi pha không bị lật ạ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện bước ủ cà phê nha anh chị. Thì đối với cà phê mộc á, chúng ta có thể ủ nhiều nước hơn nha anh chị. Tại vì cà phê mộc thì hút nước rất là nhiều. Ở đây chúng ta sẽ ủ ở dưới từ 5 đến 10 ml nước sôi. Một cái lưu ý khi pha đó là nước sôi, thì khi mà nước sôi để pha cà phê chúng ta nên dùng cái loại nước sôi già, tức là nước sôi mới được đun sôi xong. Còn nếu như mà chúng ta dùng nước ấm hoặc là nước trong bình thủy thì nó không có đủ nhiệt độ nóng để chiết xuất hết tinh chất cà phê nha anh chị. Đây ạ, nước đã hút hết. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện bước ủ trên. Chúng ta sẽ rưới đều lên ạ. Lượng nước ủ ở trên cũng tương tự ạ, là từ 5 đến 10 ml nước sôi. Chúng ta có thể cho lên 15 ml ạ, tại vì cái cà phê khi mà chúng ta pha cà phê mộc thì nó sẽ hút nước rất là nhiều. Thì thời gian ủ là tầm 1 phút đổ lại nha anh chị. Sau khi chúng ta ủ xong, tiếp theo chúng ta sẽ cho 60 ml nước sôi vào phin nha anh chị. Thì như em nói là cái dòng cà phê mộc là hút nước rất là nhiều, nên em sẽ cho nhiều hơn 10 ml nước sôi so với những cái hàng cà phê có bơ nha anh chị. Rồi chúng ta sẽ quan sát cái dòng chảy của cà phê. Thì đối với mà cà phê mộc khi mà anh chị pha anh chị cho nước sôi vào thì cà phê nó sủi lên. Đó là một cái điều rất là hiển nhiên nha anh chị, chứng tỏ là cà phê mình là cà phê nguyên chất thôi chứ không sao ạ. Như hiện tại là anh chị thấy đen nó sủi lên rồi ạ. Thì chúng ta trước đó là em đã nói là anh chị cho một ít cà phê lên trên cái mặt phao, điều đó nó sẽ không bị lật cái phao, là cái này nè anh chị, đó sẽ tránh trường hợp là chúng ta bị loãng cà phê. Và chúng ta sẽ quan sát cái dòng chảy của cà phê ạ. Thì đây là cái ly Robusta mà em vừa pha ra nha anh chị, nó đang chảy ạ, đang nhỏ giọt. Thì mình cứ quan sát là tốc độ nhỏ giọt là cứ 1 giây 1 giọt là được nha anh chị. Thì thông thường là cà phê rang xay mà mộc mình pha thì nó sẽ chảy lâu hơn những cái dòng mà có tẩm bơ và tẩm muối. Thì ở đây là em đang có một cái ly cà phê Robusta là em đã pha trước đó. Thì đối với một phin nhỏ như thế này thì lượng nước ra là từ 45 đến 50 ml nước cốt cà phê như thế này nha anh chị. Bây giờ anh chị hãy cùng em thưởng thức thử là cà phê Robusta mộc sau khi pha ra thì nó sẽ có vị gì.
Bây giờ em sẽ thử ly cà phê này ạ. Cái cảm nhận của em khi uống Robusta mọc như thế này, rang mọc như thế này á, thì đầu tiên em uống vào là nó có vị hơi chát chát, đắng. Đắng mà thơm cái mùi của Robusta á anh chị. Tại vì em á thì em hay uống cái dòng cà phê hay phối trộn các loại hạt lại với nhau. Vì thế là khi em uống cái rô này thì em cảm thấy là nó khác so với những cái loại cà phê rang xay nguyên chất mà em đã uống trước đó. Tại vì nó chỉ có vị đắng, vị chát và cái vị đầm đầm á. Kiểu như mà nếu mà anh chị nào mà thích uống cái vị của Robusta á thì đương nhiên là anh chị sẽ thích cái loại Robusta này. Còn riêng em thì em thích phối trộn các loại hạt lại với nhau hơn. Thì vừa rồi là em đã hướng dẫn cho anh chị về hạt Robusta, cũng giống như là cách pha cà phê hạt Robusta. Thì nếu như mà anh chị nào thắc mắc hoặc là mình có câu hỏi á, thì anh chị có thể comment bên dưới ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã theo dõi kênh. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại ạ.